Chị làm hay là anh làm chính ạ? Có khi ảnh cũng phụ, rồi có khi thì chị làm, rồi có khi rồi chị mệt quá thì chị mướn người ta lại lao đồ này kia nọ làm. Còn nấu nướng các thứ là chị nấu làm? Nấu nướng thì chị nấu, làm đồ ăn, đồ sáng chị đi chợ chị nấu. Còn ảnh thì rửa, nói ông phụ giờ ông rửa thì tôi mới nấu nha, còn ông không mà rửa là tôi không nấu. Đối với nhiều người chuyển giới thì em thấy cuộc sống của chị khá là tốt, bây giờ nó tốt tốt đẹp mọi thứ ạ. Thì em không biết là chị còn hy vọng hay là mong muốn gì cho cuộc sống của mình không? Bây giờ chị mãn nguyện rồi, cũng đâu có còn gì nữa đâu đó. Bây giờ nhà trọ chị cũng cất rồi, chị cất một dãy nhà trọ trong đó, rồi nhà của em của chị cũng cất rồi. Nhà mồ của má thì chị cũng lo xong rồi. Xe du lịch thì chị cũng có rồi, bây giờ cất khách sạn thì chị cũng đang làm. Mấy tháng nữa thì nó xong rồi. Cho nên bây giờ chị cũng mãn nguyện rồi, chị cũng không cần gì nữa. Chỉ là mình có, bây giờ mình làm cho có tiền doanh thu mình một tháng, ví dụ được 5-70 triệu gì đó, rồi mình xài rồi mình đi chơi đồ du lịch đồ vậy đó. Rồi thí dụ mấy anh mấy chị đồ có từ thiện rồi thì mình hùng vô mình phụ vậy rồi thôi. Hồi lúc trước thì chị cũng ao ước được vậy, nhưng mà bây giờ cũng thành công. Chị đã trải qua rất là nhiều những người đàn ông bên cạnh mình rồi, thì cái điều gì ở ông chồng hiện tại làm cho chị muốn gắn bó? Hồi đó giờ chị cũng từng trải qua rất là nhiều người, nhưng mà thấy không ai thiệt tình với mình hết. Tại vì người ta sống với mình là chỉ người ta lợi dụng mình không? Lợi dụng mình cái bề ngoài, rồi xong rồi nhiều khi gia đình của người ta mượn rồi này nọ đủ thứ hết. Nhưng mà điều cũng như cái ông sau này là tại vì chị thấy mình quen nhiều người quá rồi. Mà bây giờ thí dụ mà mình phải cố gắng rằng mình sống chứ, thí dụ mà mình quen hết người này tới người kia nữa nó kỳ. Mình với cũng lớn tuổi rồi cũng không muốn mà quen nhiều người nữa, cũng sợ người ta cười người ta nói sao quen hết này tới người kia, nhưng mà sự thật người ta đâu có biết mà ở trong như thế nào. Mà tại vì mình thấy không ổn thì mình không tới nữa thôi, chứ bây giờ người ta lợi dụng mà người ta hỏi chứ 200-300 triệu rồi người ta muốn bạc tỷ đâu không mà sao được. Phải như phải thiệt tình với mình thì được. Nhiều khi mình mê tao quá mình đưa tiền hết trơn rồi mai mốt mình khổ đâu ai nuôi mình đâu. Chị chơi hết mình với mọi người á, nhưng mà chị bị lừa cũng một vài lần rồi, có bao giờ sau này chị sẽ sợ kết bạn mới không ạ? Bây giờ chị rút kinh nghiệm, kết bạn mới thì kết bạn, nhưng mà chị phải ngừa. Tại vì mình chơi quá thiệt tình với người ta mà người ta lường gạt mình á, thì bây giờ mình phải ngừa chứ. Rồi mọi người thường hỏi là làm sao mà chị lại có thể giữ được cái nhan sắc cũng như là rất là nữ tính với lại chị trẻ lâu như vậy á, thì chị có cái bí quyết gì để chia sẻ không ạ? Thì cái đó tại vì nhiều khi cũng như bây giờ thì mình cuộc sống mình thoải mái rồi, mình không còn lo, mình không còn suy nghĩ nữa. Như hồi xưa á, cái mình nằm mình suy nghĩ hoài mình ngủ không được, ghiếc rồi mình cũng già, nó mất cái nét đẹp. Còn như bây giờ á, thì mình cuộc sống mình yên ổn rồi, cái nhiều khi mình ăn được, mình ngủ được rồi, cái mình thoải mái. Nhiều khi là như giờ có tiền sẵn rồi, như có cái cơ sở mình bằng ăn rồi, thí dụ giờ tới tháng cái mình qua mình gom tiền nhà trọ, thí dụ giờ 4 phòng là cũng được 4 triệu một tháng rồi. Và ở đây là bảng hiệu dịch vụ du lịch Minh Hiếu. Rất nhiều fan hâm mộ của cô Minh Hiếu đang mong chờ tập Real Life ngày hôm nay. Vậy thì bây giờ chúng ta hãy cùng nhau vào và thăm gia đình cô ấy nhé. Dịch vụ du lịch Minh Hiếu. Chị ơi. Ôi, em chào chị. Hello. Hôm nay em xuống để lấy miếng đất của em đấy ạ. Em mới xuống hả? Dạ, em xuống đây để thăm gia đình của mình. Em dẫn khán giả đến để thăm chị. Em mới vào em thấy cái nhà của mình rộng quá. Em có thể đi tham quan một tí xíu không ạ? Được. Những cái bộ bàn ghế hay là gỗ khảm xà cừ này là mình mua lâu rồi? Mua cũng lâu rồi. Lâu rồi. Chắc cũng phải đắt tiền không ạ? Cái này 197 triệu bộ này. Một bộ bàn ghế này. Wow. Còn hai cái bình ở trước đây. Hai cái bình đó là 40. Là chị tự chọn hết tất cả các thứ này. Vì sao mình có nhiều ông địa thế ạ? Thờ nhiều ông địa nó mới linh. Mới nhiều tiền phải không ạ? Đây là đi ra ngoài sáng. Rồi, đi ra ngoài. À. Đây là mấy bộ đồ là để mặc đi. À, hôm nay không có chị mặc. Đây là đồ dạ hội của cô. À, đây là bếp. Đây là bếp nấu ăn. Còn bên đây thì tiệm game. Để cho mấy đứa nhỏ chơi. Lúc trước tại sao chị quyết định mở cái tiệm game ra? Mở bữa nay là 8 năm rồi. 8 năm? Nhưng mà hồi lúc trước là cái doanh thu nó cao lắm. Chứ hồi xưa là mấy đứa nhỏ nó chưa có điện thoại được đó. Là cái gì cũng lợi tiệm game mình hết. Chẳng hạn như mấy người ở bên Mỹ đâu, người ta gọi về, người ta lại đây cũng chơi game, đặng người ta quay cái webcam lên là ta thấy ở bên kia. Cái thời đó là chị đã mở rồi. Nhưng mà cái này chị mới nâng cấp lên mà em thấy mọi thứ rất là hiện đại. Đúng rồi, cái này là mới không, mấy cái cũ bán hết. Mua lại cái mới. Rồi ai giúp chị quản lý cái này ạ? Cái này có người làm, cứ ngồi chơi thẳng. Chừng nào cứ tính tiền có người tính. Bây giờ đi qua coi tiệm game này hay sao? Dạ, vâng, đi. Ô, xe này hôm bữa em thấy trên Facebook của chị. Đúng rồi.
Thì mọi người chắc rất là nhiều người biết được cuộc sống của chị rồi. Tại vì bây giờ chị là một hiện tượng rất là nhiều người muốn đến thăm. Và em nghĩ là fan hâm mộ của chị chắc đến hàng ngày ấy hả? Ngày nào cũng tới đông gần gần. Nhiều khi 30-40 đứa, có khi 50. Cái bữa nào ít lắm cũng 20, mười mấy đứa. Là đến đây từ sáng xong rồi ở đây chơi ạ? Sáng nó ở chơi, nó ở tới chiều luôn, 5-6 giờ nó chưa về. Rồi ăn uống như thế nào ạ? Ăn uống thì nhiều khi mấy đứa ở xa thì mình mua đồ cho nó ăn. Như ngày hôm qua xuống đó rồi ở ngoài Nha Trang nó vô, vừa ở Sài Gòn xuống nữa rồi nó ở tới chiều luôn, rồi mình mua cơm cho nó ăn. Còn đứa nào mà nó đi về sớm thì thôi, mình đãi bánh nước được cho nó, chứ không có nấu cơm. Em thấy chị mới họp fan ở Hà Nội, xong rồi chị vào Sài Gòn, xong rồi bây giờ chị mới về lại. Đúng rồi, đi ra ngoài Hà Nội 2 ngày, rồi đi về rồi ghé Sài Gòn. À, ở phường 12 quận Bình gì quận gì quên nữa, mình không nhớ. Hình như là ở quận Phú Nhuận không? Phú Nhuận. Mình ăn bánh. Mà bữa đó quá trời đông luôn. Bây giờ cái việc mà nhiều fan như vậy nó có ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của chị không? Như mấy đứa nó mến mộ mình á thì mình cũng cũng thấy dễ thương, mình cũng thích, nhưng mà điều có một cái là thay vì tưa tưa nó lợi cũng được, cái này mới sáng 7 giờ là nó lợi rồi, có khi 8 giờ là nó lợi rồi, có khi mình ngủ chưa dậy lại đứng nó chờ rồi kêu cửa, mở cửa vô rồi nó ngồi nó chơi, rồi cái mình phải đi tắm rửa, cũng phải làm mặt xương xương rồi này kia đang chụp hình với nó. Sao chị không livestream, chị nói là mẹ em mến mộ chị thì đến tầm giờ này thôi, đừng có đến sớm quá. Nếu mà mình nói như vậy thì nó kỳ, sợ mấy đứa nó buồn, mà không nói thì nhiều khi mình chịu không nổi. Được. Cũng như là không có thời gian để ngủ luôn. Nhiều khi mình ngồi nói chuyện với nó mà gục lên gục xuống luôn. Nhiều khi dựa vô trong đây rồi cái lim dim vậy đó. Rồi có đứa thì bây giờ là chẳng hạn như là vài bữa nữa mình đi lên Sài Gòn, nhưng mà mình cũng có đăng rồi, nhưng mà nó cũng quyết định là nó xuống nó tìm mình. Nó không giờ chờ không nổi nữa, bây giờ phải xuống gặp chị liền mới được. Vậy đó. Mọi người xuống thì mọi người thường ngoài chụp hình ra, mọi người có yêu cầu chị làm gì không ạ? Có khi nó chụp hình nó kêu mình đi đường quyền, rồi nó kêu mình nói Chu Cà Mau đồ này kia nữa vậy đó. Cũng như là nói mấy cái câu mà mình hay nói bình thường nó thích, thì giờ nó kêu mình nói lại ngoài đời cho nó nghe. Khi mà chị trở nên quá nổi tiếng như vậy thì bà con hàng xóm có nói gì về mình không? Thì thấy người ta cũng xù xì người ta dòm mình vậy thôi, chứ tại vì ở đây quen quá. Như giờ đi chợ rồi thì người ta hay dòm, người ta xù xì, người ta nói mình lúc này nổi quá rồi. Cái việc mà nổi tiếng như vậy á, bây giờ chị có thấy ngoài cái việc nó ảnh hưởng đến giờ giấc của mình đi, thì nó có cái gì hơi phiền phức cho cuộc sống bây giờ của mình? Tại vì trước kia mình sống cũng đơn giản, bây giờ thì mình bận rộn quá. Thì bây giờ thì cuộc sống nó cũng vui và nó cũng thích, nhưng mà điều có một cái là nhiều khi mình không có làm cái gì được hết. Chẳng hạn như sáng vậy là ngủ vậy là không có đi chợ mua đồ ăn được luôn. Rồi có khi ngồi tới 2 giờ trưa ngồi hoài với nó, vậy rồi uống nước riết rồi cũng no luôn rồi. Còn như cái người làm thì mình phải lo cơm lo nước cho người ta, thì mượn mấy đứa ở sớm nó mua giùm. Bây giờ thì mình ở nhà này với cùng với ai ạ? Ở nhà này với một người chồng, với một đứa cháu, với một người làm. À vâng. Khi mà chị bận rộn như vậy, thay đổi lịch trình như vậy thì chồng của chị có nói gì không? Nó nói thôi em ơi, đừng có quạo quọ với người ta, anh ta mến mộ mình thì nói chuyện đàng hoàng rồi này kia vậy thôi. Rồi mấy lần mà chị đi xa, chồng có đi theo mình không ạ? Có khi đi khi không, tại vì anh cũng đi đờn ọt. Anh cũng đi đờn đám được cho người ta kêu đi hoài à. Khi nào quẩn ở không á thì mình mới cho anh đi. Sau khi tham gia rất là nhiều các chương trình truyền hình á thì chị thấy phản ứng của khán giả đối với mình như thế nào chị? Thấy người ta quý mến mình, người ta thương mình. Đi lợi là như bánh trái này kia nọ, là nước ngọt đồ là tụi nó đem lại không á. Đứa này lại cho bơm, đứa kia cho măng cục, rồi đứa nọ cho bánh, đứa nọ cho nước ngọt. Nói hồi mấy đứa lại chơi thăm cô thôi chứ đừng có cho, tại vì mấy đứa không có tiền. Nó con để dành tiền con đi học, rồi con để dành nhà con mua đồ cho cô. Tội nghiệp lắm. Nghe thấy thương ghê. Trước đây mấy hôm em có thấy chị có rất là bức xúc với lại một cái bạn ở trên mạng xã hội đó, về cái việc của bạn ấy nói những cái lời xúc phạm chị và fan hâm mộ của chị. Nó bán dầu thơm thì mình cũng bán đồ, nó cũng bán đồ. Nhưng mà tự nhiên vậy rồi cái nó lên đó là nó chửi cái fan của Minh Hiếu là già mà không biết dạy fan. Cái fan thì bây giờ toàn quốc hết, toàn thế giới, làm sao mình biết ai đâu mà dạy. Chỉ kết bạn ở trên Facebook thôi mà nó chửi nguyên cái fan của mình. Cho nên mình tức, mình mới lên là chị mới chửi lại nó. Chứ phần thấy nó giả mạo quá. Nó hồ chốt đơn mà làm một cái là mỗi lần chị like kim á ha, mỗi lần mà chị lên like ha, là 50-60k. Có bữa 65k luôn, có bữa 30-40k luôn, 20-30k mà chưa có người mua như vậy. Còn nó like có mấy trăm người coi mà nó vô nó không chốt đơn. Mình thấy nó giả mạo quá, nó lường gạt người ta. Rồi cái mình lên mình nói vậy thôi. Còn dầu thơm á,
mà 3-4 triệu một chai, mà bữa nay giảm giá còn 150. Trời đất ơi, 3-4 triệu một chai mà giảm còn có 150 à, không có dầu gì mà giảm dữ vậy. Còn chị bán là chị nói thiệt, chai dầu này 150 là 150, chai này 200 là 200, chai này 1 triệu là 1 triệu. Còn người ta hỏi chai dầu này 150 mà thơm lâu không chị? Nói không, thơm chừng 2 tiếng hồ hết trơn. Nói vậy đó, nhưng mà người ta thương người ta mua, mình thiệt tình. Rồi bây giờ chị bận rộn quá rồi, cái việc bán hàng online của chị nó đâu có tiếp diễn được hả chị? Bây giờ có người mua, người điện luôn đi ra ngoài Hà Nội á, là người ta điện người ta mua, rồi người ta nhắn tin vô á, rồi về thôi, gán đi về thứ hai rồi em sẽ gửi cho anh, gửi cho chị. Nhưng mà bây giờ nó lướt qua luôn rồi, quá trời 1-2 ngàn cái tin nhắn luôn rồi, giờ không kiếm được. Yeah. Rồi không gửi luôn, coi như là giờ không bán nữa luôn. Sao mình không thử tìm cái người về giúp mình check tin nhắn đó? Tại vì mình thấy người ta mến mình á, người ta điện thoại, người ta kiếm mình, người ta gặp mình á, người ta mua. Còn như mấy cái người kia mà bán hàng ở trên mạng thì một người này bán rồi người kia chốt đơn, chứ mình không gặp được cái người mà bán. Nhiều khi mình thích cái người đó mình mua, nhưng mà mình không gặp được người đó. Chứ phần cho nên thấy bán cũng không có lợi nhiều, mình bán rất là rẻ. Chai dầu nhiều khi mua ở bên Úc á, 850 ngàn vốn mà về đây bán có 1 triệu, lời có 150 mà bao tiền ship luôn. Mình ở cái căn nhà khang trang này trong vòng bao nhiêu năm rồi ạ? Chị qua nhà này chị ở nay là 8 năm rồi. 8 năm? Hồi lúc trước thì nhà của chị bên kia, nhưng mà má mất rồi, xong rồi nhà này nhà của má. Mất xong rồi chị qua đây chị ở, rồi chị bán cái nhà bên kia. Mẹ chị mất cũng lâu rồi cả. Mẹ mất nay 2 năm rồi. Mình ở đây có 3 người thôi. Người làm nữa 4 người. Có bao giờ chị muốn thêm thành viên để cho nó đỡ chống trả, tại em thấy căn nhà to quá trời. Bây giờ thêm thành viên là không lẽ có chồng nữa. Không thích có con. Tại vì là mình có nuôi một đứa cháu mà từ hồi 6 tháng tới giờ là mẹ nó đẻ ra, xong rồi cũng như là bà má đó, là bà nội đó. Rồi má của chị thương nó dữ lắm, rồi cái cũng như bồng ẵm nuôi nó riết rồi nó mến luôn. Rồi nó lớn nó đi học rồi chị cho tiền, rồi chị đi đâu chị chở nó đi theo, rồi cái nó mến mình á. Rồi chị nuôi nó từ hồi nhỏ tới lớn luôn à, nó không có theo cha mẹ nó. Cho nên bây giờ mình muốn là cái cuộc sống mình nó yên ổn, là thay vì để sau này tài sản của mình có dư được bao nhiêu thì mình sẽ cho nó. Chứ bây giờ mình sẽ sinh một đứa con nuôi, hay là mình làm một đứa con nữa thì mình lớn tuổi rồi mình lo sợ sau này không biết sao. Là chị xem đứa cháu đây giống như là con của mình. Đúng rồi, tại vì hậu khẩu của chị có mình, chị với nó thôi. Rồi cuộc sống hai vợ chồng mình là công việc nhà này nọ là chị làm hay là anh làm chính á? Có khi ảnh cũng phụ, rồi có khi thì chị làm, rồi có khi rồi chị mệt quá thì chị mướn người ta lại lao đồ này kia nọ làm. Còn nấu nướng các thứ là chị nấu làm? Nấu nướng thì chị nấu, làm đồ ăn đồ sáng chị đi chợ chị nấu, còn ảnh thì rửa. Nói ông phụ giờ ông rửa thì tôi mới nấu nha, còn ông không mà rửa là tôi không nấu. Đối với nhiều người chuyển giới thì em thấy cuộc sống của chị khá là tốt, bây giờ nó tốt đẹp mọi thứ. Thì em không biết là chị còn hy vọng hay là mong muốn gì cho cuộc sống của mình không? Bây giờ chị mãn nguyện rồi, cũng đâu có còn gì nữa đâu đó. Bây giờ nhà trọ chị cũng cất rồi, chị cất một dãy nhà trọ trong đó, rồi nhà của em của chị cũng cất rồi. Nhà mồ của má thì chị cũng lo xong rồi. Yeah. Xe du lịch thì chị cũng có, rồi bây giờ cất khách sạn thì chị cũng đang làm. Mấy tháng nữa thì nó xong rồi. Cho nên bây giờ chị cũng mãn nguyện rồi, chị cũng không cần gì nữa. Chỉ là mình có, bây giờ mình làm cho có tiền doanh thu mình một tháng, ví dụ được 5-70 triệu gì đó, rồi mình xài, rồi mình đi chơi, đồ du lịch, đồ gì đó. Rồi thí dụ mấy anh, mấy chị đồ có từ thiện rồi thì mình hùng vô, mình phụ vậy rồi thôi. Hồi lúc trước thì chị cũng ao ước được vậy, nhưng mà bây giờ cũng thành công. Chị đã trải qua rất là nhiều những người đàn ông bên cạnh mình rồi. Thì cái điều gì ở ông chồng hiện tại làm cho chị muốn gắn bó? Hồi đó giờ chị cũng từng trải qua rất là nhiều người. Yeah. Nhưng mà thấy không ai thiệt tình với mình hết trơn. Tại vì người ta sống với mình là chỉ người ta lợi dụng mình không? Lợi dụng mình cái bề ngoài, rồi xong rồi nhiều khi gia đình của người ta mượn rồi này nọ đủ thứ hết. Nhưng mà điều cũng như cái ông sau này là tại vì chị thấy mình quen nhiều người quá rồi. Mà bây giờ thí dụ mà mình phải gắng cố gắng rằng mình sống, chứ thí dụ mà mình quen hết người này tới người kia nữa nó kỳ. Mình với cũng lớn tuổi rồi, cũng không muốn mà quen nhiều người nữa, cũng sợ người ta cười, người ta nói sao quen hết này tới người kia. Nhưng mà sự thật người ta đâu có biết mà ở trong như thế nào, mà tại vì mình thấy không ổn thì mình không tới nữa thôi. Chứ bây giờ người ta lợi dụng mà người ta hỏi chứ 200-300 triệu rồi người ta muốn bạc tỷ đâu không mà sao được. Phải như phải thiệt tình với mình thì được. Nhiều khi mình mê tao quá, mình đưa tiền hết trơn rồi mai mốt mình khổ đâu ai nuôi mình đâu. Chị chơi hết mình với mọi người á, nhưng mà chị bị lừa cũng một vài lần rồi. Có bao giờ sau này chị sẽ sợ kết bạn mới không ạ? Bây giờ chị rút kinh nghiệm, kết bạn mới thì kết bạn, nhưng mà chị phải ngừa. Tại vì mình chơi quá thiệt tình với người ta mà người ta lường gạt mình á, thì bây giờ mình phải ngừa chứ.
Rồi mọi người thường hỏi là làm sao mà chị lại có thể giữ được cái nhan sắc cũng như là rất là nữ tính với lại chị trẻ lâu như vậy á, thì chị có cái bí quyết gì để chia sẻ không ạ? Thì cái đó tại vì nhiều khi cũng như bây giờ thì mình cuộc sống mình thoải mái rồi, mình không còn lo, mình không còn suy nghĩ nữa. Như hồi xưa á, cái mình nằm mình suy nghĩ hoài, mình ngủ không được, mình ghiếc rồi mình cũng già, nó mất cái nét đẹp. Còn như bây giờ á, thì mình cuộc sống mình yên ổn rồi, cái nhiều khi mình ăn được, mình ngủ được rồi, cái mình thoải mái. Nhiều khi là như giờ có tiền sẵn rồi, như có cái cơ sở mình bằng ăn rồi, thí dụ giờ tới tháng cái mình qua mình gom tiền nhà trọ, thí dụ giờ 4 phòng là cũng được 4 triệu một tháng. Rồi thí dụ giờ tiệm nét một ngày cũng được 1 triệu. Thì cái nào cũng có tiền hết. Rồi thí dụ xe du lịch đó, mình ở nhà mình không có đi, ai kêu đi cái mình cũng kêu tài xế chở đi, cái về mình cũng có được 1 triệu. Nó đâu vô đó hết. Cho nên giờ nhiều khi mình ngủ tới trưa tới xế vậy mình cũng có tiền. Chị thích cuộc sống ở đây hay là chị thích cuộc sống sôi động ở Sài Gòn hơn ạ? Chị thích cuộc sống ở dưới quê nhiều hơn. Đi lên Sài Gòn hay ra ngoài Hà Nội thì cái cuộc sống của người ta rất là đẹp, nhìn thấy cái phong cảnh rất là sang trọng. Nhưng mà em thấy không, lên Sài Gòn nó lùng tung chị ngợp chị không nổi. Rồi đi ra đường thì sợ nó giật đồ. Ở dưới quê này chị đeo giờ mấy chục cây chị đi cũng ai dám giật. Cái giật rồi nó không có đường chạy. Còn ở Sài Gòn mà nó tẻ qua nó quẹo lại cái là mất tiêu rồi. Với ở dưới quê này á, là cái cuộc sống nó vui lắm. Ví dụ nhà em có đám tiệc gì là người ta lại gần vậy đó. Rồi mình mời người ta là người ta đi đủ hết trơn mà vui lắm. Còn ở Sài Gòn nhiều khi chị thấy nhiều khi người ta chết người ta để gì đâu. Cái hàng đó rồi không có người nào ngồi hết. Ở dưới quê này là không có chỗ ngồi luôn á. 10 bàn cũng không có chỗ ngồi. Còn ở Sài Gòn gì đâu mà đóng cửa tối ngày nhà ai nó ở. Mà lỡ có bị gì mình la làng lên không ai nghe. Ở dưới quê này mà mình ai mà làm cái gì cái là người ta bu lại liền đó. Em đi ra, chị dẫn em ra khách sạn tham quan nha. Dạ đi, bé Na đi không con? Sao hôm nay mọi người không xây hả chị ha? Mới đổ cột ở trên rồi giờ để cho cột khô rồi mới xây tiếp. Cái này là tầm có bao nhiêu phòng chị ha? 12 phòng. Sau này chị xây cái đấy là ai giúp chị quản lý ha? Tại vì bây giờ công việc của chị cũng bận quá. Bây giờ chị chưa có xong thì chưa có kêu người quản lý, để xong rồi chị mới kêu. Tại vì bây giờ em thấy chị có quá nhiều việc, đi phòng game rồi nhiều, rồi phòng trọ, rồi khách sạn. Thì bây giờ làm xong rồi mới tuyển người. Dạ, nó còn một tấm ở trên nữa. Còn tấm nữa. Cái này là dự kiến bao giờ xong? Chắc 4 tháng nữa xong. 4 tháng nữa. Cái khách sạn này mình xây là cái doanh thu nó là nhờ dân địa phương hay là khách du lịch ạ? Khách du lịch cũng có, địa phương cũng có. Đây là cơ ngơi của chị Minh Hiếu các bạn, rất là nhiều. Chị dẫn em qua chiếc bên... Chiếc xe du lịch của chị đâu đây? Đây luôn ạ. Xe du lịch của chị. Đây cũng là xe du lịch của chị Minh Hiếu luôn, của chị đó. Mọi cái việc làm ăn của chị đều phát triển tốt. Thì chị còn muốn làm thêm cái gì nữa mà? Bây giờ là ví dụ có tiền nữa mua đất rồi bán lại thôi chứ đâu có làm gì nữa. À, 7 miếng đất của chị có gần đây không ạ? Nó cũng ở xa xa mấy chỗ kia. À, ở chỗ xa. Chỗ nào mặt tiền thì mua. Wow. Có miếng này với miếng ở trong kia là 2 miếng gần thôi chứ còn mấy miếng kia ở tên kia. Bây giờ chị dẫn em qua cái dãy phòng trọ của chị nha. Mấy ông biện đấy là mình mua hay là mình thỉnh ở đâu chị ạ? Chồng của chị không có ở nhà? Nó đi công về trong nhà tắm rồi. À. Nó đi về tắm chơi. Ở đây yên tĩnh, chị lên Sài Gòn chắc chị thấy ồn ào lắm. Ồn ào mệt lắm. Dạ, ở đây yên tĩnh quen. Người thương nhau. À, sẽ còn trọ. Đây là mã của má chị, còn cái nhà này là nhà của thằng em. Dạ. 4 phòng trọ của chị. Những người thuê trọ của mình là ai, công nhân hay sinh viên ạ? Nhiều khi vợ chồng người ta rồi đó, đi làm rồi người ta mướn người ta ở. Rồi ai giúp chị quản lý mấy cái phòng trọ? Phòng trọ tới tháng là mình gom tiền. Tới tháng là mình vô mình lấy tiền. Rồi mình ghi tiền nước, tiền điện nữa. Còn nhà này là nhà của thằng em trai, nhà thằng em Úc. Là chị xây luôn ạ? À. Chị mua nhiều đất như vậy là chủ yếu để mình bán lại thôi ạ? Chứ mình đâu có đầu tư gì thêm. Bán lại lời đó. Lời chừng 500 là lẫm liền. Tại ở quê mà mình đâu có lời nhiều. 500 mà chị chưa thấy nhiều nữa. 500 là chừng vài tháng là kiếm được 500 mà. Tại vì đất ở dưới quê nó cũng rẻ chứ không có mắc. Ví dụ mình mua chừng 1 tỷ 1 là mình bán chừng 1 tỷ 6 là bán. Còn ví dụ mua 800 mà chừng 1 tỷ 3 là bán. Bán cái mình mua miếng khác vậy đó. Từ lúc mà chị tham gia nhiều chương trình, ví dụ như Come Out rồi những chương trình khác đó, thì có nhiều lời mời chị tham gia hoạt động nghệ thuật hay là làm gì khác không ạ? Mời chị đi chỗ này chỗ kia tùm lum chứ. Nhiều quá giờ sắp lịch không kịp nữa. Rồi chị có định tham gia hết mấy cái chương trình đó không? Hết, mình cũng xoay sở hết. Dạ. Như thay vì mình người nào mà nó đụng thì mình hẹn. Mình hẹn bữa nay, ngày mai, ngày mốt gì đó. Thứ bảy, chủ nhật thì đi tiếp. Rồi về những cái nhãn hàng mà nhờ chị quảng cáo trên Facebook á, thì làm sao mà bây giờ chị có thể phân biệt được cái nào nhãn hàng uy tín và cái nào không? Mình thấy cái nào mà được thì mình quảng cáo cho người ta thôi. Dạ.
là phải tùy vào người chủ có như thế nào? Như với phần bây giờ thì như kem trộn là chị không quảng cáo nữa. Dạ. Tại vì kem trộn người ta phản ứng. Dạ. Cũng như là nhiều khi trộn mà sợ sức dị ứng đồ này kia đó. Dạ. Rồi mất uy tín của mình cho nên giờ chị không làm. Thường em thấy mấy người chuyển giới sức khỏe của họ không được tốt. Rồi bây giờ công việc của chị nhiều quá như vậy thì nó ảnh hưởng nhiều sức khỏe mình. Chị giờ bình thường à, nhưng mà có hơi thiếu ngủ một chút. Chị có xem tập Come Out mới lên chưa ạ? Coi rồi. À, chị coi chị lại cũng mắc cười. À, chị thấy phản ứng của mọi người như thế nào chị? Thì thấy phản ứng của mọi người người ta thích. Dạ. Người ta nói trời ơi tôi coi mà tôi mắc cười quá trời, tôi cười hoài. Em xem lại mấy lần luôn. Có người coi 3-4 lần luôn. Có người nói em là sao ngồi phỏng vấn mà ngồi cười hoài, em bảo là em cười từ trong cánh gà cơ chứ không phải ra đấy em mới ngồi em cười. Các báo chí có mời chị phỏng vấn không ạ? À có mời nhưng mà chị chưa có ở không đi. Dạ. Sau này chị có nghĩ là mình sẽ có người quản lý hay trợ lý gì cho công việc của mình không? Cũng mà để tính cách khách sạn xong rồi cũng nhờ người trợ giúp. Dạ, em nghĩ là cũng phải có. Đây là ai ạ? Trên bàn thờ. Đây là mẹ. Mẹ, là vâng, mẹ. Trên bàn thờ của mẹ. Cái này là fan hâm mộ của từ tỉnh nào ạ? Miss Cái này ở Sài Gòn. Sài Gòn. Miss Sky Lệ, Gia Huy. Có bao giờ chị nghĩ là sẽ có người hâm mộ đến mức mà vẽ tặng hình của mình chứ ạ? Trước kia? Không, đâu có nghĩ là mình nổi tiếng vậy đâu, người ta thích mình nhiều. Khi mà chị nổi tiếng đó thì em thấy có rất là nhiều cái tài khoản Facebook giả mạo chị ạ. Thì làm sao để mình kiểm soát được những cái điều đó? Giờ chị cũng không biết làm sao nữa. Cũng như bây giờ tự nhiên vậy rồi, bây giờ ai mà vô kết bạn với mình người ta kiếm Minh Hiếu là nó nổi lên cả chục cái. Dạ đúng. Người ta không biết cái nào mà của mình nữa. Người ta điện thoại, người ta hỏi. Nhưng mà làm sao người ta có thể gọi hết được, tại vì rất là nhiều người kết bạn với chị. Thì bây giờ nhiều quá rồi, bây giờ chị cũng không biết làm sao nữa. Vâng. Bây giờ người ta giả mạo tùm lum trên, có khi mình vừa like xong rồi. Mình mới vừa like bữa nay mình mặc bộ đồ này mà ngày mai nó lấy cái like của mình, nó like lợi bình thường. Yeah. Em thấy mấy cái tài khoản giả mạo đôi khi họ lại quảng cáo cho những cái sản phẩm kém chất lượng đó. Thì nó ảnh hưởng đến hình ảnh của mình nhiều lắm. Thì bởi vì mà giờ chị không biết nó làm sao nữa nè. Mà bây giờ tự nhiên vậy á, rồi bắt đầu nó giả mạo mình. Cái nó lấy cái hình ảnh của mình mà nó like cái này cái kia đó, làm yeah. Sao mà nó làm hay vậy chứ không hiểu. Yeah. Mà nó like trực tiếp luôn, nó để chữ trực tiếp luôn. Rồi có người hay rồi chụp hình đồ của mình cũng như cái hình của mình mà mình đăng trong Facebook á, rồi nó lưu tới về, rồi có nó để vô cái hộp kem của nó. Dạ đúng rồi. Rồi nó để vô cái bịch khô gà, bữa hôm chị chửi hết lần rồi. Dạ. Tự nhiên giờ hình của tôi giờ tự nhiên đem vô bịch khô gà, mặc mình không có chi phí cho mình được cái gì hết, hay là trả tiền cho mình hay gì. Ừ, bây giờ em mượn cái hình ảnh của chị rồi chị em gửi cho chị bao nhiêu tiền uống cà phê gì, không có đồng nào hết trơn, mình không biết gì trơn. Chị nghĩ là như những người mà làm như vậy là mấy người đó không có đàng hoàng. Cái thứ hai nữa là kiểu như đê tiện, làm như vậy là mất cái phẩm giá của mình. Ví dụ giờ mình không nổi thì mình làm sao cho mình nổi? Chứ tự nhiên mình lấy cái hình ảnh của người ta ha, mà mình thấy người ta nổi tiếng thì mình đu theo người ta đâu có được vậy. Làm vậy mà không biết nhục hay gì sao chị không hiểu nổi. Chứ theo chị không làm. Từ xưa giờ nhiều người nổi lắm rồi đó, nhưng mà điều chị đâu có đu đeo theo người ta vậy đâu. Tự mình quyết định cái bản thân của mình thì mình làm lên cho nổi. Như thí dụ từ hồi mà mình nghèo quá thì mình gán rồi làm lên rồi mình giàu. Chứ tự nhiên mình mượn cái danh phận của người ta mà mình lên, mình đi quảng cáo cho cái bản thân của mình. Tự nhiên nó vô cái giờ nó lấy tên là Minh Hiếu, rồi cái nó để cái hình của chị luôn. Thí dụ giờ em nào đó mà nó để cái tên của nó mà nó mến mộ mình, nó lấy cái hình của mình nó để thì cũng được, mình cũng cho nữa. Còn cái đó, cái này nó lấy tên của mình luôn rồi, nó lấy hình của mình luôn, nó thấy cái hình đại diện của mình là mình đổi như thế nào là làm y vậy. Việc mà mình nổi tiếng như vậy nó có kéo theo nhiều cái phiền phức cho mình không chị ha? Ví dụ ở gần đây thì người ta về thì được, còn có khi ở ngoài Đà Lạt vô, rồi Sài Gòn xuống Vĩnh Long qua Cần Thơ, người ta kiếm mình mà không có, người ta quay tới về là mình đau lòng lắm. Dạ. Tại vì nó quá xa mà mấy người đó đi không có điện, cũng như thấy cái bản hiệu của mình, bắt đầu người ta nhấn lên cái bà Google đó đi, mà bà chỉ tầm bậy tầm bạ đi vô đường đồng đường ruộng không, rồi đi vô mé sông mé bờ người ta đi lạc đường, có khi 5-6 tiếng chưa tới. Rồi cái việc phát gạo của mình á, là mình làm định kỳ hay là sao chị? Bây giờ phát gạo thì tùy theo người, cái người nào cái người ta muốn phát gạo cái người ta điện cho chị. À. Ta nói ừ bữa nay em gửi cho chị 50 phần 100 phần á, chị cho giùm em đi, rồi cái mình làm phiếu cái mình đi cho đi kiếm mấy người già mấy người nghèo cho. Như ngày hôm qua đó người ta gửi cho 10 phần đó. Dạ. Có bà kia gửi 10 phần rồi, để hồi xong công chuyện cái đi kiếm mấy người già cho người ta. Cũng tự mình phải đi kiếm luôn ạ? Mình đi kiếm rồi kêu người ta lại đây. Dạ. Rồi cái mình quay phim lên. Dạ. Mình quay live stream lên cho người ta coi, đang ở bên kia người ta thấy. Bình thường là chị làm từ thiện ở quê của mình thôi hay có làm ở các tỉnh khác không chị? Chị làm tùm lum hết, tùy theo người. Thí dụ bây giờ ở ngay chỗ cái thị xã của chị thì rất là nhiều người bị tàn tật. Dạ. Người ta đi xe lăn á. Dạ. Rồi cho nên mấy người đó muốn cho xe lăn thì chị phải cho đây. Dạ.
còn muốn cho ở bên chồng chị thì chị cho bển, à muốn cho ở dưới nhà của bạn chị Mỹ Duyên á thì chị xuống dưới chị cho. Rồi giống như là những cái hiện tượng mạng khác nha, ví dụ em như sau này là sẽ có người khác nổi lên và fan hâm mộ nhiều người sẽ không còn thích mình nữa, không còn trung thành với mình nữa, thì chị có buồn không? Không, không có buồn, tại vì lúc trước là mình cũng không nghĩ là mình nổi, mà thí dụ có nổi lên mà có chìm thì chị cũng không buồn. Nhưng mà theo mà chị hỏi mấy cái đứa mà nó lợi thăm mình á, thì hồi đó giờ con có bao giờ mà con đi kiếm ai như cô không? Nó không, từ đó giờ rất là nhiều người nổi đúng không? Nhưng mà người ta đâu có tới nhà người ta tìm gì? Yeah. Người ta không tìm, tại vì cô rất là dễ thương, cho nên con nghĩ cô không có chìm. Yeah. À, tại vì người ta gặp cô chụp hình cô cũng vui, mà lợi tới nhà thì cô còn nấu cơm nấu nước cho ăn, còn nước nôi thì uống đầy đủ. Dù mình có chìm đi nữa người ta cũng còn thương mình. Có mấy người fan hâm mộ nhờ, nhờ chị chửi những cái hiện tượng mạng khác á, thì em thấy chị từ chối. Không, chị không chửi đâu. Dạ. Tự nhiên rồi cái kêu chửi thì khơi, còn như thí dụ mà vui là chị chửi. Thí dụ thí dụ nó lợi nó ra cô chửi ra cái thằng này đi, cái là mình chửi vài câu để cho vui chơi vậy thôi, chứ sự thật mà chửi mà sự thật thì chị không chửi. Tự nhiên mình đâu biết gì đâu mà chửi. Chửi gì người ta ghét mình. Dạ. Chị không chửi. Chừng nào ai đụng tới mình á, người ta chửi mình thì mình chửi. Có nhiều người muốn gặp ông xã của chị không? Tại vì khi mà cuộc sống của chị nổi tiếng lên như vậy. Cũng có, nhưng mà có khi lợi cũng gặp. Nếu tụi em ở tới chiều là tụi em sẽ gặp. Buổi sáng là anh hay đi như vậy? Không có, lâu lâu mới đi lần, nhiều khi đi đợn, đi đồ vậy đó. Còn như ngày hôm qua thì đi về thăm mẹ. Vâng. Tại vì hôm qua hổm đi Hà Nội với chị đó. Rồi ghé Sài Gòn mấy ngày rồi về thăm mẹ, tại mẹ cũng già rồi. Không đi hoài à, rồi chiều mai không, nhiều khi có đợn người ta đám tiệc ta kêu đi à. Dạ. Lúc trước đó, mẹ của chị đó để giành được một cái khoản tài sản đó. Nhưng mà tại chị có đặt câu hỏi là vì sao mà mẹ lại để con gái của mình sống một cuộc sống rất là khó khăn ở cái giai đoạn trước không? Mẹ bà cũng để dành ông bà thủ cho mình thôi. Dạ. Nhưng mà tại vì lúc trước thì mình còn nhỏ đồ này kia nọ thì mình mặn ăn, bà cũng sợ đưa mình số tiền lớn. Nhưng mà điều cũng như hồi xưa thì chị có mượn đồ này kia nọ thì má nói thì để má đi mượn giùm. Nhưng mà tiền của má đưa ra không à. Dạ. Rồi mình lo mình trả lại. Sau này má mất rồi mình mới biết là tiền của má mình. Trước khi mất thì mẹ chị có để lại cái nguyện vọng gì cho chị không? Dạ, hỏi ra muốn khóc luôn á. Cũng như má mình mất á thì cũng má cũng trăng tối rồi vậy đó. Cũng như lúc má gần mất thì má đưa tiền được cho chị giữ. Lúc má gần chết á thì má đau á, đau má ôm ngực nha. Chứ mình cũng khóc. Tại vì nuôi má ở trên Sài Gòn á, cho năm một phòng vậy là một ngày 2.5 triệu. Nhưng mà mình ở quê mà mình đâu có như người ta đâu có tiền đâu ta cho nằm. Nhưng mà chị phải cho má chị nằm ở trong đó, lo tới cùng luôn. Tới má gần chết á, chị mới biết má có còn tiền. Chứ còn hồi má mới bệnh thì ông không biết. Tại vì thấy má sanh đẻ ra cực khổ á, rồi mình phải lo cho má mình. Má không có phát lên bệnh gì hết trơn á, tự nhiên vậy rồi cái tự nhiên bệnh xong là có mười mấy ngày rồi chết luôn. Tới ngày thì bữa sáng lại má chết, mà bữa đó má vẫn còn biết, cũng vẫn còn bình thường vậy đó. Má kêu á, người này người kia cứu má này kia nọ, cũng kêu mấy người chết không à, kêu chờ tôi đi vậy á. Không nghe má nói thôi tôi không có đi đâu nha, đừng kêu tôi nữa. Mà má giơ tay nè, mình ôm má mình rất là đau lòng. Má của chị chết á là cả tháng trời chị không ngủ nghe được. Nửa đêm 1-2 giờ chị đi ăn ra ngoài má chị ngồi ngoài. Cũng như mình không có nghĩ má mình chết sớm. Chị má mình mà chết sớm vậy là mình cho má mình đi ăn chơi thoải mái luôn, cho tiền má xài thoải mái luôn. Má mình bà hay tiện hay tặng rồi bà để bà lo cho mình. Bây giờ chị buồn là tại vì chị ước là có thể quay lại và chăm sóc mẹ tốt hơn. Hồi lúc trước á, tại vì chị có chị hai ở bên Mỹ, hồi đó không có đi Mỹ được. Cái má nói trời ơi phải đi qua chị hai mày chơi được một lần á, cái đi máy bay cho nó đã, cho biết cái đi máy bay. Chị mới mua vé cho má đi Thái Lan chơi. Bởi giờ nhiều khi má chị chết chị không có hối hận. Nhưng mà buồn có cái nhiều khi cũng như bà chết sớm vậy đó. Rồi cuộc sống của chị với lại bên nhà chồng của mình tốt hết không ạ? Tốt, vui vẻ. Về tỉnh thì ai cũng thương hết. Bao lâu mình lên thăm gia đình chồng một lần? Ví dụ như hồi lúc trước thì tuần lễ chị lên lần có khi 3-4 ngày chị lên. Tại vì mỗi một ngày nào cũng lợi đông quá.
Dạ. Mà nếu mà đi về bên chồng thì cũng phải ở chơi một đêm. Dạ. Ngủ ở trển rồi mấy anh mấy chị nấu nướng đồ ăn rồi đó. Rồi bữa sau mới về, còn từ ngày nổi tới giờ không ở không đi. Rồi bên nhà chồng có nói gì về cái việc tự dưng có cô con dâu nổi tiếng quá như vậy? Bây giờ hôm nay ở trển thì ở sớm rồi ta biết trơn rồi. Bây giờ gần gần rồi. Rồi bây giờ cuộc sống của chị tất cả mọi thứ đều tốt. Như vậy thì chị có nhắn gửi gì đến các chị em trong giới hoặc là các fan hâm mộ của mình không? Bây giờ cái cuộc sống của chị rất là tốt, rất là yên ổn. Mấy đứa em cũng yên tâm, cũng đừng có lo gì cho chị. Chị cũng như là gửi đến mấy em là khi nào mấy em mến mộ chị thì thí dụ cỡ khoảng buổi chiều rồi hãy lợi, đặng cho buổi sáng thì chị làm công chuyện. Chứ phần mấy đứa nào mà ở xa có đi thì điện thoại cho chị trước. Nếu mà chị bắt máy điện thoại mà chị hẹn với mấy em thì hả lợi. Nhiều khi chị đi không có nhà, chị đi như Hà Nội mà hổm nó lên nó xuống tới đây nè, con mua giò gà cho cô, cánh gà gì tùm lum trơn, mua bánh cho trái. Bây giờ con đi về chắc con khóc luôn, để đi xuống đây nắng nôi quá trời. Mà đã mình đi là mình đăng lên rồi. Người ta thường thấy những người chuyển giới á, cái cuộc sống của họ rất là bấp bênh và khó khăn. Những người chuyển giới á, thì bây giờ chị nói cho mấy em nghe rút kinh nghiệm. Ví dụ mình đang làm ăn được bình thường mà mình đi chuyển giới mà mình đi cắt cái đó rồi mình làm mình bị xuống liền. Còn thí dụ mà mình mận ăn không được á, mình đã đi làm. Chẳng hạn giờ cái lỗ mũi của mình bình thường mình đang làm ăn giàu mà mình đi sửa cái lỗ mũi cái là nó bị xuống liền. Nó không còn cái phong thủy nữa. Còn như thí dụ mà mình nghèo thì mình gắng làm rồi từ từ mình sẽ có. Chứ chẳng hạn bây giờ đâu phải đi mua cái giỏ mà mình xách ở ngoài đường vậy mà đi mua cái giỏ 20-30 triệu. Thí dụ giờ em xách cái giỏ mà 50 triệu đi, bây giờ chị đeo 2 cây vàng coi ai dòm ăn, ai tươi hơn. Đừng có nên mà mua 3 cái đồ nó trang trí nội thất bên ngoài. Chị thích vàng. Thí dụ mình bệnh mình bán cũng được. Mình cần cái gì là mình có vàng là nó mạnh nhất, có tiền nó mạnh hơn. Chứ đâu phải mà mình đi làm 3 cái chuyện ở ngoài như vậy mà nó mạnh đâu. Chị thích cái cuộc sống của chị ổn định, có tiền mà nó thì mỹ, nó đoan trang vậy, chứ chị không có thích mà mua đen đâu. Chứ vàng trắng mà chị mua bao nhiêu cộng không được. Nhưng mà chị không mua, mua nó lỗ. Chỉ là chị mua đo bông chị đeo cho nó sang trọng với người ta thôi, chứ còn như dây chuyền hai vòng đồ này kia là chị không mua. Đeo bán nó lỗ gì lắm, lỗ tới 20% nữa. Em cảm ơn chị đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay, sắp xếp thời gian cho bọn em và cho em biết được rất là nhiều những cái cuộc sống đời thường của mình, cũng giống như là những cái mong muốn của mình. Và hy vọng là fan hâm mộ của chị sẽ hiểu chị hơn và cuộc sống của chị sau này sẽ luôn tốt đẹp. Rồi chị cũng cảm ơn em nha. Rồi thôi bây giờ tới giờ trưa rồi, thôi giờ chị mời em đi ăn cơm. Dạ, thế giờ em chào khán giả một cái xong. Mấy anh mấy chị đều đi ăn cơm hết. Và hy vọng là tập này đã đem đến những cái góc nhìn rất là khác về cuộc sống của chị Minh Hiếu dành cho các fan hâm mộ của chị. Là chị cũng là một người rất là có nhiều cảm xúc và dễ mủi lòng khi nhắc đến những người thân trong gia đình của mình, chứ không phải lúc nào chị cũng mạnh mẽ và sẵn sàng đương đầu với tất cả mọi thứ như ở trên mạng xã hội. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.